Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô bức tranh này nhé. Ok, thực sự thì mình sẽ trước tiên là mình sẽ tô phần nhụy của mấy bông hoa này trước nhé. Mình sẽ tô màu vàng này. Nhụy hoa thường thường nó sẽ có màu vàng nhé các bạn. Và màu vàng ngả sang xanh một chút, xanh lá. Ok, tiếp theo thì các cái bông hoa này thì mỗi bông hoa mình sẽ tô một màu nhé các bạn. Đầu tiên mình sẽ tô màu hồng này. Thứ hai thì mình sẽ tô bằng màu cam nhé. Phần thứ ba thì mình sẽ tô bằng màu xanh dương nhé. Okay. Phần lá thì mình sẽ phân màu xanh trắng các bạn. Thân thân nữ thế đi. Ok, ta đã xong rồi, các bạn thấy nó có đẹp không? Mình các bạn nhỉ?